sunshine sky so blue. Feel the warmth on your face in this magical place. Chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện của tuổi thơ mà mẹ rất thích. Một câu chuyện đã từng được dựng thành phim và được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Các con có đoán ra được đó là chuyện gì hay không? Đúng vậy, câu chuyện của ngày hôm nay có tên là Nàng Tiên Cá. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nha. Tiếp ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn mọi cánh đồng hoa mua biết, trồng vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy. Phải trồng chất vô số ngọn núi đá mới lên được tới mặt nước. Nơi đó, cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại tới nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn, cá bé, lướt giữa những cành cây như những con chim bay qua những vòm cây trên mặt đất. Nơi vùng nước sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, xây bằng hổ phách trong suốt, mái lợp vỏ ốc, mở ra khép vào theo dòng chảy của nước. Vua Thủy Tề quá vợ từ lâu, ông thông minh, kiêu hãnh và rất mực yêu thương các con gái nhỏ. Mọi công việc trong cung do một mình nhà vua quyết định. Cho đến khi công chúa lớn nhất trong 6 nàng công chúa đến tuổi trưởng thành. Đức vua cài cho nàng 12 con ngọc trai ở đuôi, trong khi các nàng khác cài nhiều nhất là 6 con. Và ông giao cho nàng, từ đó thay ông xử lý chuyện trong cung, để ông chuyên tâm trị vì vương quốc. Các công chúa Thủy Tề đều xinh đẹp, vẻ đẹp của các nàng khác nhau. Nét khác biệt sống động khiến khung cảnh thêm sắc màu khi các nàng xuất hiện bên nhau. Tuy vậy, công chúa Út Ariel vẫn có nét khác hơn các chị. Nàng có làn da sáng mịn như hoa, tóc nàng bồng bềnh, tranh sắc đỏ rực với những rặng san hô. Đôi mắt của nàng xanh trong tựa biển, ánh nhìn thẳm sâu, mãnh liệt sức sống, giống ánh mắt cha nàng thời ông còn trẻ. Đôi mắt ấy của nàng Ariel cũng là điều làm cho nhà vua lo lắng. Có một điều khác mà mọi công chúa đều giống với cha, đó là nửa thân trên giống người và một cái đuôi cá lớn từ hông trở xuống thay cho một đôi chân. Dòng dõi vua Thủy Tề được gọi là Tiên Cá, là dòng dõi trị vì đại dương. Suốt ngày, các công chúa Thủy Tề nô đùa trong những cung thất rộng rãi. Hoa nở khắp các hốc tường, cửa sổ bằng hổ phách mở rộng. Cá tung tăng bơi vào như chim én vào nhà khi cửa để mở. Chúng bơi đến gần cho các công chúa vuốt ve. Trước lâu đài là một vườn hoa rộng lớn, cành lá xanh thẫm, quả vàng lóng lánh, cánh hoa đỏ ửng tựa như than hồng. Hoa lá trong vườn đu đưa mềm mại, nhịp nhàng theo sóng nước. Mặt đất là một thứ cát rất mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh. Một luồng ánh sáng xanh biếc huyền diệu chiếu tỏa khắp nơi. Khi gió lặng, sinh vật dưới đáy biển có thể nhìn thấy mặt trời lóng lánh tỏa ánh sáng xuống đáy biển. Mỗi nàng công chúa có một khoảng vườn nhỏ để trồng trọt theo sở thích. Nàng thì sắn luống theo hình cá voi, nàng lại tạo hình tiên cá. Nàng Út Ero trồng một vườn hoa nhỏ hình con thuyền. Bên trên, nơi những cánh buồm, nàng trồng một vần mặt trời hoa tròn đỏ thắm.
tính tình Ariel trầm lặng ít nói, trong khi các chị nàng trang hoàng mảnh vườn bằng những vật dụng kỳ lạ, chìm theo những con tàu bị đắm. Thì ngoài những bông hoa đỏ tía như mặt trời, nàng chỉ thích một bức tượng rơi xuống biển trong một ngày nàng không nhớ rõ. Đó là tượng một chàng trai xinh đẹp, tạc bằng đá trắng như tuyết. Nàng trồng bên pho tượng một nhánh liễu đỏ, liễu mọc rất nhanh, cành lá rậm rạp, chiếu bóng tím xuống nền cát xanh. Nàng thích nghe kể chuyện về loài người sống trên mặt đất, nơi những bông hoa tỏa hương thơm, điều mà loài hoa dưới biển không có. Nơi có rừng xanh biên biếc và cá thì đậu trên cành cây, cất tiếng hót mê hồn. Công chúa Út chưa từng thấy chim bao giờ. Vua Thủy Tề gọi chim là cá để nàng có thể hiểu được. Ngài nói thêm rằng, đến tuổi 15, con sẽ được phép ngồi trên mặt biển, dưới ánh trăng, trên các món đá nhìn tàu gành lại. Lúc đó con sẽ được tận mắt trông thấy núi rừng thành phố. Ban đêm, bên cửa sổ, nhìn qua làn nước xanh thẳm hướng lên bầu trời, nàng thấy trăng sao. Qua làn nước, ánh sáng mờ đi, nhưng hình dáng trăng sao lại to phình ra khác thường. Và mỗi lần chúng bị một vật gì che khuất như một đám mây lớn, nàng biết đó là một con cá voi đang bơi phía trên, hay một chiếc tàu lớn chở đầy người. Ariel có một người bạn, là một chú cua ẩn sĩ, thân và vỏ màu đỏ, tên là Sebastian. Sebastian nằm trong một chiếc hộp chìm xuống đáy biển cùng một chiếc tàu lớn. Ariel mở hộp trong lần nàng và các chị khám phá bên trong con tàu. Sebastian phóng ra và bắt đầu liến thoắng. Xem kìa, ai đã giải thoát cho ta? Tôi là Ariel, con gái của Gaiocus, vua biển cả. Ariel bất ngờ, lúng túng. Nghe giới thiệu, Sebastian gập chiếc càng to hơn trong hai chiếc càng của mình vào ngực, làm điệu bộ cúi chào. Hân hạnh được biết nàng, công chúa Ariel. Ta xin tự giới thiệu, ta là Sebastian, tể tướng của vùng biển nóng bên kia các vịnh và kênh đào. Ta bị mắc kẹt trong một chuyến đi ngắm nhìn thế giới và chìm cùng với con tàu này. Để cảm tạ nàng đã giải thoát cho ta, ta sẽ kết bạn cùng nàng và cùng nàng đi khắp mọi nơi cho tới khi ta phải trở về. Trên mình Sebastian, Ariel nhìn thấy những hoa văn màu đỏ sẫm và những vệt màu cam trải dài từ càng cho tới các chân nhỏ. Những đường sọc và chấm li ti trên thân mình của nó mang sức sống và nét lạ mắt mà Ariel chưa từng được thấy trước đây. Trên chiếc vỏ đỏ, nhìn kỹ, còn phủ một lớp rêu xanh mịn màng. Sebastian hẳn đã dùng chiếc vỏ này lâu rồi. Hầu, sò nhỏ và hải quỳ tí hon đu đưa trên lưng khi Sebastian cúi chào. Ariel không hiểu lắm những gì Sebastian nói, nhưng nàng nghe đến thế giới bên trên mặt biển, nàng rất lấy làm vui thú. Ôi tuyệt quá, Sebastian, hãy kể cho tôi nghe về thế giới bên trên mặt nước này. Hôm đã, hôm đã, ta mới vừa đến đây. Ta chưa biết gì về vùng biển của nàng. Và đây là biển của nàng. Vì sao nàng lại phải nhờ cậy ta một điều như thế? Ariel kể với Sebastian rằng nàng chưa tới tuổi để lên được mặt biển như các chị của nàng. Các chị kể với nàng về thế giới trên kia với một tốc độ nhanh, mang nhiều cảm xúc riêng. Và các chị bị cuốn sâu vào suy tưởng của mình, khiến Ariel không thể hỏi họ những điều nàng muốn biết. Sebastian nhận lời theo các chị của Ariel lên mặt biển trong các buổi chiều và sẽ kể lại với nàng mọi điều nó thấy và sẽ trả lời cặn kẽ mọi điều thắc mắc của Ariel. Và thế là qua lời kể của Sebastian, Ariel biết được những đêm dưới ánh trăng trên bãi cát khi biển lặng và thành phố lớn gần bờ biển có hàng trăm ánh đèn lấp lánh đẹp như sao. Và âm thanh của tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Bầu trời hoàng hôn như là hoàn toàn bằng vàng, còn mây nhuộm đỏ không gian một màu kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, từng đàn thiên nga bay là mặt nước,
trông như một dải bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây. Và những đồi nho rực rỡ, thành phố lâu đài ẩn hiện sau dãy rừng xanh. Chim hót râm ran, còn mặt trời thì nóng bỏng. Núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi và những đứa trẻ đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần đến đuôi cá. Thả mình đông đưa trên ngọn sóng cũng rất thú vị. Mặt biển xung quanh rộng lớn hàng mấy dặm, bầu trời là một quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Nhìn xa xa thấy tàu bè, cá heo nhào lộn. Mấy con cá voi khổng lồ phun nước qua hai lỗ mũi mà Sexpation diễn tả, nó tưởng rằng mình đang bơi giữa hàng trăm vòi nước đen phun. Mùa đông, những tảng băng khổng lồ nổi trôi dập dềnh trên mặt biển như những khối ngọc óng ánh, hình thù kỳ dị và lớn hơn cả tháp chuông nhà thờ. Chiều đến, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên, từng đợt sóng đen ngòm nâng bọc những khối băng sáng rực dưới ánh chớp. Tàu bè hạ buồm, ai nấy đều kinh hãi. Sexpation cùng các nàng tiên cá ngồi trên núi băng ngắm nhìn những tia chớp nổ rang trên mặt biển ngầu bọt. Trong những buổi chiều, các chị em của Aeron cầm tay nhau bơi trên mặt biển. Giọng hát của các chị nàng mới mê đắm làm sao? Sexpation xoay một vòng, tạo nên một xoáy nước nhỏ quanh mình, và nó cảm thán: tiếng ca của họ hay hơn bất kỳ giọng hát nào trên trần gian ta từng được nghe thấy trong cuộc đời cua của mình. Đó là một đêm giông bão, sóng gió quất mạnh tưởng chừng sắp đánh tan tàu bè. Các nàng bơi đến trước mũi tàu và cất giọng ca mê hồn ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển. Các chị của nàng, họ muốn động viên thủy thủ chớ sợ giông gió và mời họ theo các nàng về thủy cung. Nhưng các thủy thủ loài người có vẻ không nghe và hiểu được. Ta chỉ trông thấy nỗi lo âu trên nét mặt của họ, và họ chạy vào chạy ra các khoang tàu hòng giúp con tàu vượt qua bão lớn. Nghe thấy Sexpation khen ngợi tiếng ca của các chị nàng, Aero mỉm cười vui vẻ. Nàng tựa đầu vào một bàn tay, say sưa lắng nghe lời kể của Sexpation. Kể chuyện đã xong, Sexpation hỏi Aero: còn giọng hát của nàng, ta muốn được nghe nàng hát nếu ta có được danh hạnh này. Ariel cất tiếng hát. Giọng hát của nàng mang trong mình tình yêu dồi dào nàng dành cho biển lớn, tuổi thơ của nàng cùng vẻ sáng trong của nó, màu sắc đỏ rực của những rặng hoa, sắc xanh rong tảo cùng màu nhung huyền của những đêm đại dương thâm thẳm. Giọng hát nàng mang sức mạnh và sự trôi chảy uyển chuyển của các dòng thủy triều. Sebastian thinh lặng lắng nghe. Cá bơi quanh nàng như nhảy múa, những luống hoa nàng trồng đu đưa theo nhịp hát. Một buổi chiều vui vẻ nữa của Ariel và người bạn Sebastian khép lại trong tiếng hát của nàng. Sâu trong lời ca, Ariel gửi vào khát khao cháy bỏng được nhìn ngắm và cảm nhận thế giới bên ngoài đại dương bằng những giác quan của chính mình. Giờ kể chuyện hôm nay đã dài rồi. Các con hãy ngủ thật ngon và mơ thật đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục phần sau vào giờ kể chuyện nàng tiên cá tiếp theo. Hôn con thật dài lên trán. Hẹn gặp lại con lần sau nha. Taste the air so fresh and
beneath your feet. Taste the air so fresh and sweet, where my heart is meant to be, in the